名前は? Tên bạn là gì? Sato Tôi là Sato. 名前は? Tên bạn là gì? Tôi là Nguyễn. Ah, san Bạn là Nguyễn phải không? Hai, desu. Vâng, là Nguyễn. Ah, Sato san bạn là Nguyễn phải không? Hai, tôi là Nguyễn. Vâng, tôi là Nguyễn. 君はアインさん? Bạn là anh phải không? Hai, anh Vâng, là anh. Bạn vâng, là anh phải không? Hai, tôi là Vâng, tôi là anh. あの人は誰? Người kia là ai vậy? Người kia là chị anh. あの人は誰? Người kia là ai vậy? Người kia là anh Nguyễn. あの方はどなた? Vị kia là vị nào vậy? Vị kia là thầy giáo. あの方はどなた vị kia là vị nào vậy? あの方は社長です。vị kia là giám đốc。あなたはベトナム人 bạn là người việt nam phải không。はい、ベトナム人です。〕ん、là người việt nam。あなたはベトナム人 bạn là người việt nam phải không。はい、私はベトナム人です。 Vâng, tôi là người Việt Nam. Bạn là người Trung Quốc phải không? Không, không phải người Trung Quốc. Bạn là người Trung Quốc phải không? Không, tôi không phải người Trung Quốc. 君は留学生? Bạn là du học sinh phải không? はい, vâng, là du học sinh. 君は留学生? Bạn là du học sinh phải không? いいえ、留学生じゃありません。Không, không phải là du học sinh. あなたは会社員? Bạn là nhân viên công ty phải không? はい、会社員です。Vâng là nhân viên công ty あなたは会社員? bạn là nhân viên công ty phải không 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 phải là nhân viên công ty 君はABCの実習生? bạn là thực tập sinh của công ty ABC phải không ABC Vâng là thực tập sinh của công ty ABC 君はABCの実習生? bạn là thực tập sinh của công ty ABC phải không いいえ, không không phải là thực tập sinh của công ty ABC あなたもベトナム人? bạn cũng là người Việt Nam phải không Vâng tôi cũng là người Việt Nam tổng Việt Nam bạn cũng là người Việt Nam phải không? Hai, Việt Nam. Vâng, là người Việt Nam. あなたも実習生? Bạn cũng là thực tập sinh phải không? Vâng tôi cũng là thực tập sinh. あなたも実習生? Bạn cũng là thực tập sinh phải không? cũng là thực tập sinh. Không, là du học sinh. Quyên sản 21 sảy? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Hai, 21 tuổi. Vâng, 21 tuổi. Quyên sản 21 sảy? Anh Nguyễn 21 tuổi phải không? Ý ế, 21 sảy Không, không phải 21 tuổi. Năm sảy? Bạn bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Nan sai? Bạn bao nhiêu tuổi? 23 sai des. 23 tuổi. Ikutsu? Anh chị bao nhiêu tuổi? 19 sai des. 19 tuổi. Ikutsu? Anh chị bao nhiêu tuổi? 30 mươi tuổi. これはノート? Cái này là quyển vở phải không? Vâng, cái đó là quyển vở. Cái này là quyển vở phải không? Không, cái đó không phải là quyển vở. Cái đó là bút chì phải không? はい、これは鉛筆です。はい、鉛筆は鉛筆何が鉛筆れは鉛筆何が鉛筆何が鉛筆何が鉛筆何が鉛筆何は鉛筆れは鉛筆何が鉛筆何が鉛筆何が鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆鉛筆 không cái kia không phải là tivi cái này là cái gì vậy cái đó là chìa khóa これ何? cái này là cái gì vậy camera cái đó là máy ảnh それ何? cái đó là cái gì vậy これは消しゴムです。ケナイラコクタイ。それ何こケドラケジーバイ。これは手帳です。こナイラソータイ。あれはなこケキューラケジーバイ。いいあれは時計です。こキューラドンホー。あれはなにケキューラケジーバイ。 cái kia là cái ghế cái này là quyển vở tiếng nhật phải không hãy vâng đúng vậy cái này là quyển vở tiếng nhật phải không いいえ, không không phải là quyền vở tiếng nhật cái này là cuốn từ điển tiếng anh phải không? Hai,そうです. Vâng, đúng vậy. Cái này là cuốn từ điển tiếng anh phải không? Không, là từ điển tiếng nhật. Cái này là quyển sách gì vậy?

Cái đó là quyển vở gì vậy? Cái này là vở tiếng Nhật. これは会社の本. Cái này là sách của công ty phải không? Vâng, đúng vậy. これは会社の本. Cái này là sách của công ty phải không? Không, không phải là sách của công ty. これ誰のスマホ? cái này là smartphone của ai vậy? これは私のスマホです. cái này là smartphone của tôi. これ誰のスマホ? cái này là smartphone của ai vậy? cái đó là smartphone của chị anh. これ誰の? Cái này là của ai vậy? Sen Là của thầy giáo. Kore dare no? Cái này là của ai vậy? Watashi Là của tôi. Kono pen wa Cây bút này là của bạn phải không? Hai, Vâng, là của tôi. Kono pen cây bút này là của bạn phải không? không không phải của tôi. あの時計は誰の? trước đồng hồ kia là của ai vậy? グウェンさんのです. là của anh Nguyễn. あの時計は誰の? trước đồng hồ kia là của ai vậy? 学校のです. là của trường học. ここは2 Ở đây là tầng 2 phải không? はい、ここは2階です。Vâng, ở đây là tầng 2. ここは2階? Ở đây là tầng 2 phải không? 2 階じゃないです3 Không phải tầng 2 là tầng 3. そこは食堂? Ở đó là nhà ăn phải không? はい、食堂です。vâng là nhà ăn? 食堂 ở đó là nhà ăn phải không? Không, không phải nhà ăn. あそこは教室. ở kia là phòng học phải không? Vâng, ở kia là phòng học. あそこは教室. ở kia là phòng học phải không? Không, là văn phòng. Thôi <laughs> để Nhà vệ sinh ở đằng kia phải không? Hai, à, soko des. Vâng, là ở đằng kia. Thôi để bảo soko. Nhà vệ sinh ở đằng kia phải không? Ie, kojira des. Không, là ở đằng này. Yamada sensei wa soko. Thầy Yamada ở đằng kia phải không? Hai, à, soko des. Vâng, là ở đằng kia. Yamada sensei wa soko. Thầy Yamada ở đằng kia phải không? Ie, kyoushitsu des. Không, là ở phòng học. Thôi để vào đâu khổ? Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Thôi để vào chỗ đây. Nhà vệ sinh ở đằng kia. Thôi để vào đâu khổ? Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Thôi để vào chỗ đây. Nhà vệ sinh ở đằng kia. Chính sở ở đâu Văn phòng ở đâu vậy? Chính sở ở 1 Văn phòng ở tầng 1. Chính sở ở đâu Văn phòng ở đâu vậy? ở Văn phòng ở đằng kia. Chà châu ở Giám đốc ở đâu vậy? ở Giám đốc ở phòng học. Chà châu ở Giám đốc ở đâu vậy? Toilet. Ở trong nhà vệ sinh. Phương xã doko? ở đâu? Quê hương của bạn ở đâu vậy? Phương xã tổ ở Quê tôi là Hà Nội. Quê hương của bạn ở đâu vậy? Quê hương của tôi là Hải Phòng. Công ty của bạn là công ty gì vậy? ABC株式会社です. Là công ty cổ phần ABC. Công ty của bạn là công ty gì vậy? Công ty, công, ty gì vậy? công ty tôi là ABC. Cái này là cà phê của Việt Nam phải không? Hai, Vâng, là của Việt Nam. Cái này là cà phê của Việt Nam phải không? Không, không phải là của Việt Nam. それはどこのワイン? Cái đó là rượu vang ở đâu vậy? Cái này là rượu vang của Ý. それはどこのワイン? cái đó là rượu vang ở đâu vậy Franceのです là của pháp それどこの? cái đó là của nước nào vậy là của nhật bản それどこの? cái đó là của nước nào vậy Americaのです là của mỹ nó không quyển sách này có giá một nghìn yên phải không Hai, Vâng, là một nghìn yên. Nó không là xe yen. Quyển sách này có giá một nghìn yên phải không? いいえ, 1, không, nó là một nghìn không trăm tám mươi yên. Sono pen đó. chưa bút đó có giá bao nhiêu vậy? Kono pen man Cái bút này có giá ba mươi nghìn đồng. Sono pen đó. chưa bút đó có giá bao nhiêu vậy? Giá là 20.000 đồng. Bây giờ là 9 giờ 10 phút phải không? Hai 9 giờ 10 phút. Vâng, là 9 giờ 10 phút. Bây giờ là 9 giờ 10 phút phải không? いいえ, không, là 9 giờ 20 phút mà bây giờ là mấy giờ bây giờ là bốn giờ mười lăm phút mà bây giờ là mấy giờ là mười giờ năm mươi phút mà bây giờ là mấy giờ chiều bây giờ là hai giờ chiều 今午後何時? bây giờ là mấy giờ chiều? bây giờ là chín giờ rưỡi tối trung tâm bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? 8時から5時までです. từ tám giờ đến năm giờ trung tâm bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ? từ bảy giờ rưỡi đến bốn giờ Hôm nay là thứ tư phải không? Hai, Vâng, là thứ tư. Hôm nay là thứ tư phải không? Ie, Không, là thứ năm. Ngày mai là thứ mấy? Là thứ sáu. Hôm Ngày mai là thứ mấy? 明日は火曜日です。Ney Mai, LaThuba。休みは何曜と何曜 ?Toesangi, LaThubai, Vatumai。休みは土曜日と日曜日です。Toesangi, LaThubai, Vatunet。休みは何曜と何曜 ?Toesangi, LaThubai, Vatumai。日,日,日,日,日曜日と月曜日です。LaThubai。何時から何時まで勉強する Bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ? 午前8時から午後4時までです. Từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Bạn học từ mấy giờ đến mấy giờ? 6時から11時まで勉強します. Tôi học từ 6 giờ đến 11 giờ. 何時から何時まで休み? Bạn nghỉ từ mấy giờ đến mấy giờ? 12時から3時半まで休みます. Tôi nghỉ từ 12 giờ đến 3 giờ rưỡi. Năng gì cả gì mà để Bạn nghỉ từ mấy giờ đến mấy giờ? Tôi nghỉ từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Năng gì nhiều Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? 5時半に起きます. Tôi dậy lúc 5 giờ rưỡi. Năng gì nhiều Bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? Hàng sáng tôi thức dậy vào lúc sáu giờ. Hôm qua bạn có học không? Vâng, tôi đã học không? Hôm qua bạn có học không? không? tôi không học không? bạn có học không? nay, bạn đã thức dậy lúc 6 giờ phải không? Hai, 6 vâng, tôi đã dậy vào lúc sáu giờ. 6 sáng nay bạn đã thức dậy lúc sáu giờ phải không? ý ạ, không, tôi đã dậy lúc năm giờ. À ngày mai bạn có làm việc không? hai, ,働きます. vâng, tôi có làm. À ngày mai bạn có làm việc không? Không, tôi không làm. Ngày mai bạn sẽ ngủ vào lúc 10 giờ à? Tôi ngủ lúc 10 giờ 30 phút. Ngày mai bạn sẽ ngủ vào lúc 10 giờ à? いいえ0 Không, tôi ngủ lúc 0 giờ. Số điện thoại của bạn là số mấy?

はい, vâng, tôi sẽ đi Nhật Bản. 今年日本へ行く? Năm nay bạn sẽ đi Nhật phải không? Ie, Không, tôi không đi. 毎日センターへ来る? Hàng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không? Hai, mãi Vâng, tôi đến hàng ngày. 毎日センターへ来る? Hàng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không? Không, tôi không đến. 来週ふるさとへ帰る? Tuần sau bạn sẽ về quê phải không? Vâng, tôi sẽ về. 来週ふるさとへ帰る. Tuần sau bạn sẽ về quê phải không? いいえ、帰りません。 không tôi không về 明日どこ行く? ngày mai bạn sẽ đi đâu ngày mai tôi sẽ đi siêu thị 明日どこ行く? ngày mai bạn sẽ đi đâu どこも行きません. tôi không đi đâu cả bạn đi đến siêu thị bằng xe máy phải không

ふるさとへバスで帰る? Bạn về quê bằng xe buýt phải không? いいえ, không, tôi về bằng xe máy. Bạn đi đến bách hóa tổng hợp bằng gì vậy? バスで行きます. Tôi đi bằng xe buýt. Bạn đi đến bách hóa tổng hợp bằng gì vậy? Taxi Tôi đi bằng taxi. ]なんでセンターへ来る? Bạn đến trung tâm bằng gì vậy? 歩いてきます. Tôi đi bộ đến. ]なんでセンターへ来る? Bạn đến trung tâm bằng gì vậy? バイクできます. Tôi đến bằng xe máy. Bạn về quê bằng gì vậy? バスで帰ります。トイレバンセビッなんでふるさとへ帰るバン về quê バンジー、バイ。飛行機で帰ります。トイレバンバイ。ダイと図書館に行くバンディーデン・スー・ビーン、バイ。トモダチと行きます。トイレバン。ダイと図書館に行く

bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? Tôi đi đến công ty lúc tám giờ mười phút. bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? Tôi đi lúc 7 giờ bốn mươi lăm phút. bạn đến trung tâm lúc mấy giờ? 7時半に行きます. tôi đến lúc bảy giờ rưỡi ]何時にセンターに来る? bạn đến trung tâm lúc mấy giờ tôi đến lúc tám giờ sáng ]部屋に何時に帰る? bạn về phòng lúc mấy giờ tôi về lúc mười giờ tối ]部屋に何時に帰る? Bạn về phòng lúc mấy giờ? 夜9時に帰ります. Tôi về lúc 9 giờ tối. 誕生日いつ? Sinh nhật của bạn là khi nào? 1994年11月4日です. Là ngày mùng 4 tháng 11 năm 1994. 誕生日いつ? Sinh nhật của bạn là khi nào? 1987年4月2日です。ビ年ル飲月毎日です。毎日ビール飲む毎日バンコウンビール飲むいいえ、飲みません。Không tôi không không? はい、飲みます。 Vâng, tôi có uống. Mai nhìn chỉ có hàn thả bê rứ. Hàng sáng bạn có ăn cơm không? Hai, thả bê mát. Vâng, tôi có ăn. Mai nhìn chỉ có hàn thả bê rứ. Hàng sáng bạn có ăn cơm không? Ie, thả bê sen. Không, tôi không ăn. Khi sạc như non đó. Sáng nay bạn đã uống sữa bò phải không? いいえ, không tôi đã không uống như non sáng nay bạn đã uống sữa bò phải không はい、飲みました。vâng, vâng tôi đã uống 来週、ふるさとへ帰る tuần sau bạn có về quê không はい、帰ります。vâng, vâng tôi có về 来週、ふるさとへ帰る Tuần sau bạn có về quê không? Không, tôi không về. 食堂でお茶飲む? Bạn uống trà ở nhà ăn à? Vâng, tôi có uống. 食堂でお茶飲む? Bạn uống trà ở nhà ăn à? Không, tôi không có uống ngày hôm qua bạn đã ăn cơm ở nhà hàng à ý không tôi đã không ăn chino restaurant ngày hôm qua bạn đã ăn cơm ở nhà hàng à? はい, vâng tôi đã ăn để bạn mua gì ở nhà sách vậy

Tối hôm qua bạn đã làm gì vậy? Kanji no benkyou shimashita. Tôi đã học chữ Hán. Konshu no doyoubi nani suru? Vào thứ bảy tuần này bạn sẽ làm gì? Furusato e kaerimasu. Tôi sẽ về quê. Konshu no doyoubi nani suru? Vào thứ bảy tuần này bạn sẽ làm gì? Tennis o shimasu. Tôi sẽ chơi quần vợt.

tôi học ở trung tâm. どこで日本語勉強する? Bạn học tiếng Nhật ở đâu? 教室で勉強します. Tôi học ở phòng học. Bạn đã mua quyển vở đó ở đâu vậy? 本屋で買いました. Tôi đã mua ở nhà sách. Bạn đã mua quyển vở đó ở đâu vậy? Tôi đã mua ở Đà Nẵng. Ngày Chủ nhật, cùng nhau ăn cơm nhé. Hay nhìn, cùng ăn thôi. Ngày Chủ nhật, cùng nhau ăn cơm nhé. Xin lỗi, tôi e rằng không được karaoke ni Ngày mai bạn đi hát karaoke với tôi nhé. Hai, ikimashou. Vâng, cùng đi thôi. karaoke ni Ngày mai bạn đi hát karaoke với tôi nhé. Xin lỗi, tôi e rằng không được. 12 giờ, 12 giờ rồi nhỉ?

Tôi ăn cơm bằng đũa. gohan Bạn ăn cơm bằng gì? Spoonで食べます. Tôi ăn cơm bằng thìa. Cảm ơn và Cảm ơn trong tiếng Nhật là gì? Trong tiếng Nhật là arigato. Cảm ơn và tiếng hôn là Cảm ơn trong tiếng Nhật là gì? Arigato desu. Là arigato. Yoru, nan nihongo o benkyou suru? Vào buổi tối, bạn học tiếng Nhật bằng gì? Smaho de benkyou shimasu. Tôi học bằng smartphone. Yoru, nan nihongo o benkyou suru? Vào buổi tối, bạn học tiếng Nhật bằng gì? Hon de benkyou shimasu. Tôi học bằng sách. Report được Bạn viết báo cáo bằng tiếng Anh à? Yeah, Không, tôi viết bằng tiếng Nhật. Report được Bạn viết báo cáo bằng tiếng Anh à? Hai, để Vâng, tôi viết bằng tiếng Anh bạn gọi điện thoại cho bố vào lúc nào. tôi gọi điện thoại cho bố vào buổi tối. bạn gọi điện thoại cho bố vào lúc nào. tôi không gọi điện thoại cho bố. bạn đã tặng gì cho mẹ vào ngày sinh nhật. お花をあげました。お母さんの誕生日に何をあげた母にお菓子をあげました。お母さんにお菓子をあげました。お母さんにお菓子をあげました。お母さんにお菓子をあ i ました。お母さんににお菓ました。にをた。 Bạn đã gửi mail cho ai? 先生に送りました. Tôi đã gửi cho thầy cô giáo. 誰にこの本もらった? Bạn đã nhận quyển sách này từ ai? 先生にもらいました. Tôi đã nhận được từ thầy cô giáo. 誰にこの本もらった? Bạn đã nhận quyển sách này từ ai? センターからもらいました。 tôi đã nhận được từ trung tâm. ]お誕生日に何もらった? Bạn đã nhận được gì vào ngày sinh nhật? ]自転車をもらいました. Tôi đã nhận được chiếc xe đạp. ]お誕生日に何もらった? Bạn đã nhận được gì vào ngày sinh nhật? ]お花をもらいました. Tôi đã nhận được hoa. ]誰に感じ習った? Bạn học chữ Hán từ ai? Tôi đã học từ thầy cô giáo. 誰に感じ習った? Bạn học chữ Hán từ ai? Tôi đã học từ bạn. 誰にお金借りた? Bạn đã mượn tiền của ai vậy? tôi đã vay tiền của ngân hàng đó là nhiều câu này khá bạn đã mượn tiền của ai vậy 友達に借りました. tôi đã mượn tiền của bạn bạn đã gửi hành lý đến nhật chưa chưa vẫn chưa gửi bạn đã gửi hành lý đến nhật chưa bạn đã gửi hành lý đến Nhật chưa? Vâng, tôi đã gửi từ ngày hôm qua rồi. Bạn đã làm bài tập về nhà chưa? はい、もう終わりました。Vâng, tôi đã làm xong rồi. Bạn đã làm bài tập về nhà chưa? いいえ、まだです。 chưa tôi vẫn chưa làm. Ist cho ny gohan ta bên ai? Kung nhau ăn cơm nhá? いいですね. được đi nhỉ. Ist cho ny gohan ta bên ai? Kung nhau ăn cơm nhé. ưm yません, <laughs> xin lỗi, tuề rằng không được. Sonovk, shticki da né? bộ quần áo đó đẹp quá nhỉ cảm ơn bạn nhé bộ quần áo đó đẹp quá nhỉ tôi đã nhận nó từ mẹ tôi 週末暇? cuối tuần bạn có rảnh không hay vâng tôi rảnh mất cuối tuần bạn có rảnh không いいえ、暇じゃないです。はのいはにぎやかはのいこなうにえへんはいにぎやかです。はのいはにぎやかはのいこなうにえへんとてもにぎやかです。Não はしか Ở Hồ Chí Minh có yên tĩnh không? Không, không yên tĩnh. Hồ Chí Minh Ở Hồ Chí Minh có yên tĩnh không? Không, náo nhiệt lắm. 元気 Bạn có khỏe không? はい、元気です。Vâng, tôi khỏe. 元気

việc học tiếng Nhật có thú vị không? Hai, omoshiroi desu. Vâng, thú vị. Nihongo no benkyo wa omoshiroi? Việc học tiếng Nhật có thú vị không? Iie, omoshiroku nai desu. Không, không thú vị gì cả. Kono noto wa takai? Quyển vừa này có đắt không? Iie, takaku nai desu. Không, không có đắt. Cái này là cao Quyền vở này có đắt không? đắt Vâng, đắt lắm. Ký túc xá của bạn thế nào? 古いですが, Tùy nhưng mà Tuy cũ nhưng mà sạch sẽ. Anh ta Ký túc xá của bạn thế nào? Chắc đấy, và tiện gần lắm, hơn nữa còn tiện lợi. ]その本どう? Quyển sách đó thế nào? ]古いですが面白いです. Hơi cũ nhưng mà thú vị. ]その本どう? Quyển sách đó thế nào? Sách mới, hơn nữa còn rẻ. Đà Nẵng là một thị trấn yên tĩnh. Đà Nẵng là một thành phố yên tĩnh phải không? Hai, shizuka Vâng, là một thành phố yên tĩnh. Đà, Đà Nẵng là một thành phố yên tĩnh phải không? Không, là một thành phố náo nhiệt. Kore Đây là một cuốn từ điển tiện lợi phải không? Hai, Vâng, là một cuốn từ điển tiện lợi. Đây là một cuốn từ điển tiện lợi phải không? Không, không tiện lợi. Chị Anh là một người hiền lành đúng không? Vâng, chị ấy rất hiền. anh là một chị anh là một người hiền lành đúng không? Không, chị ấy không phải người hiền đâu. Quyển sách của bạn là cái nào? Là quyển sách màu đỏ kia. Quyển sách của bạn là cái nào? là quyển sách đẹp này. Furusato <laughs> wa Quê hương của bạn là một thành phố như thế nào? <laughs> là một thành phố sạch đẹp. Furusato <laughs> Quê hương của bạn là một thành phố như thế nào? <laughs> là một thành phố yên tĩnh. <laughs> Bố của bạn là một người như thế nào?

Vâng, tôi thích. Bier suki? Bạn có thích bia không? Ie suki ja arimasen. Không, tôi không thích. Koshi suki? Bạn có thích cà phê không? Hai, kohi ga suki desu. Vâng, tôi thích cà phê. Koshi suki? Bạn có thích cà phê không? Ie suki ja arimasen. Không, tôi không thích. どんな食べ物が好き? Bạn thích loại đồ ăn nào? ベトナム料理が好きです。Tôi thích món ăn Việt Nam. どんな食べ物が好き? Bạn thích loại đồ ăn nào? 甘い食べ物が好きです。Tôi thích đồ ăn ngọt. どんなスポーツが好き? Bạn thích môn thể thao nào? Tôi thích bóng đá. Bạn thích môn thể thao nào? Tôi thích bóng chày. Bạn có ghét bài tập về nhà không? Hai Vâng, tôi ghét. Sukudai Bạn có ghét bài tập về nhà không?

Chị anh chơi bóng đá có giỏi không? Vâng, rất giỏi. Anh Chị anh chơi bóng đá có giỏi không? いいえ、全然上手じゃありません。Không, hoàn toàn không giỏi. Kanji Bạn có hiểu chữ Hán không? Vâng, tôi hiểu một chút. Bạn có hiểu chữ Hán không? Không, tôi hoàn toàn không hiểu. 英語わかる? Bạn có hiểu tiếng Anh không? Vâng, tôi hiểu rõ. Bạn có hiểu tiếng Anh không? Không tôi không hiểu. Kimi bike aru? Bạn có xe máy không? Hai, ,あります. Vâng, tôi có. Kimi bike aru? Bạn có xe máy không? いいえ、ありません。Không, e tôi không có. Ashita yōji aru? Ngày mai bạn có việc bận không? Hai, yōji ga arimasu. Vâng, tôi có việc bận. À, ngày mai bạn có việc bận không? Không, tôi không có việc bận. Bây giờ bạn có thời gian không? Vâng, tôi có một chút. Bây giờ bạn có thời gian không? いいえ全然ありません。本完全どうして日本行く日本,日本が好きですから。仕事がありますから、日本へ行きます。Việc, どうして漫画が好き Tại sao bạn lại thích truyện tranh? 面白いですから. Vì nó thú vị. どうして漫画が好き? Tại sao bạn lại thích truyện tranh? 楽しいですから. Vì nó vui. nói. Ngày mai bạn đi biển cùng tôi không? Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. 明日海行かない? Ngày mai bạn đi biển cùng tôi không? Xin lỗi, tôi bận rồi. Suzuki Thầy Suzuki đang ở phòng học phải không? Vâng, thầy đang ở phòng học. Suzuki sensei Thầy Suzuki đang ở phòng học phải không? Không, thầy đang ở văn phòng. Bạn có bạn bè ở trung tâm này không? Có, tôi có rất nhiều. このセンターに友達いる? Bạn có bạn bè ở trung tâm này không? いいえ、ふるさとにいます。 không, bạn tôi ở quê. Bây giờ ở ký túc xá có ai vậy? ]誰もいません. Không có ai cả. Bây giờ ở ký túc xá có ai vậy? Anh sang Có chị anh. ]机の下に何がいる? Ở dưới bàn có cái gì vậy? 猫がいますこのセンターに食堂ある,あるはい、食食堂堂ありますこのセンターに食堂ある ở trung tâm này có nhà ăn phải không? Không, không có. ở lớp học này có máy tính sách tay phải không? Hai, Vâng, có máy tính sách tay. ở lớp học này có máy tính sách tay phải không? いいえ、ありません。 không, không có. ]机の上に何がある? Ở trên bàn có cái gì vậy? Noteがあります. Có quyển vở. ]机の上に何がある? Ở trên bàn có cái gì vậy? ]何もありません. Không có cái gì cả. Ở gần nhà ga có siêu thị không? はい、あります。こ、これ。駅の近くにスーパーあるあ、がんにゃがこ、しゅうてい、ほん。いえ、ありません。ほん、ぽんか。あのビルの中に何があるレストランがあります。こ、にゃはん。あのビルの中に何がある Ở bên trong tòa nhà kia có cái gì vậy? Có công ty của tôi. 駅の近くに何がある? Ở gần nhà ga có cái gì vậy? Có nhà sách và quán cà phê. 駅の近くに何がある? Ở gần nhà ga có cái gì vậy? Có có một công viên sạch đẹp. Green san ở Anh Nguyễn đang ở đâu? ghi Đang ở trong phòng họp. Green san ở Anh Nguyễn đang ở đâu? -no -ni đang ở bên cạnh giám đốc. Inu ở đâu khổ? Con chó đang ở đâu? -no -soto -ni đang ở bên ngoài phòng. 犬はどここんちょう、机の下にいます。だんをすいばん。郵便局はどこにあるビューデンナムルド。銀行の左です。ナムをベンチャイ ngân h 郵便局はどこにあるビューデンナムルド。駅の裏です。ナムフィッサーニャガー。 スイッチはどこコンタックナムルド。窓の近くです。ナムルガンクソウ。スイッチはどこコンタックナムルド。時計の下です。ナムルズルチュッドのほ日本語の本はどこサクテングネットナムルド。一番下にあります。ナムルフィア、ジンリクン。

Vâng, có 3 con tem. Kitte san mai aru? Có 3 con tem phải không? Iie, 4 mai arimasu. Không, có 4 con tem. Kami nan mai aru? Có mấy tờ giấy? 1 mai Có 1 tờ. Kami nan mai aru? Có mấy tờ giấy? Kami ga 5 mai arimasu. Có 5 tờ giấy. パソコン1台あります? <laughs> có một chiếc máy vi tính phải không? はい、1台あります。Vâng, <laughs> có một chiếc. パソコン1台あります? <laughs> <laughs> có một chiếc máy vi tính phải không? いいえ、5台あります。Không, <laughs> có 5 chiếc. 車何台あります? <laughs> có mấy chiếc xe ô tô? 3台あります。<laughs> có ba chiếc. Kuruma Có mấy chiếc xe ô tô? Kuruma ga yon dai arimasu. Có bốn chiếc xe ô tô. ni Trong lớp học có một người Nhật phải không? Hai, Vâng, có một người. Trong lớp học có một người Nhật phải không? Không, không có một ai cả. Chô Bạn có mấy anh em? Có hai người. Chô đại Bạn có mấy anh em? Có bốn anh em. Ngày hôm qua bạn đã ngủ mấy giờ đồng hồ? Tôi đã ngủ 7 tiếng đồng hồ. 昨日何時間寝た? Ngày hôm qua bạn đã ngủ mấy giờ đồng hồ? Tôi đã ngủ 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Đến bây giờ thì bạn đã học tiếng Nhật được bao lâu rồi? Tôi đã học được một tháng rồi. Đến bây giờ thì bạn đã học tiếng Nhật được bao lâu rồi? 3ヶ月勉強しました. Tôi đã học được 3 tháng rồi. Ngày hôm qua, bạn đã học trong bao lâu? 2時間勉強しました. Tôi đã học trong 2 tiếng đồng hồ. Ngày hôm qua, bạn đã học trong bao lâu? 3時間勉強しました. Tôi đã học trong 3 tiếng đồng hồ. Đi bộ từ ký túc xá đến trung tâm thì tốn khoảng 10 phút phải không? Ê, 10 Vâng, tốn 10 phút. Đi bộ từ ký túc xá đến trung tâm thì tốn khoảng 10 phút phải không? いいえ, Không, tốn 5 phút thôi Đi từ Osaka đến Tokyo thì tốn khoảng bao lâu? Đi bằng tàu Shinkansen thì tốn 2 tiếng rưỡi Đi từ Osaka đến Tokyo thì tốn khoảng bao lâu? đi bằng máy bay thì tốn một tiếng rưỡi trong một ngày bạn uống trà mấy lần tôi uống ba lần trong một ngày bạn uống trà mấy lần tôi không uống lần nào hết trong một tuần, bạn đi đến tiệm cà phê mấy lần? Tôi đi hai lần. Trong một tuần, bạn đi đến tiệm cà phê mấy lần? Tôi không đi lần nào hết. Hôm qua, bạn rảnh phải không?

Tuần trước thời tiết đẹp phải không? はい, vâng, thời tiết đẹp. 先週はいい天気だった? Tuần trước thời tiết đẹp phải không? いいえ, không, thời tiết không đẹp. テストは難しかった? Bài kiểm tra khó phải không? はい, vâng, khó. テストは難しかった bài kiểm tra khó phải không 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 khó 朝ごはんおいしかった bữa sáng ngon không hai vâng ngon 朝ごはんおいしかった bữa sáng ngon không 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 ngon. Yasumi Kỳ nghỉ tuần trước thế nào? 楽しかったです. Vui. Yasumi Kỳ nghỉ tuần trước thế nào? 忙しかったです. Tôi bận. sushi Bạn thấy món sushi thế nào? 美味しかったです. Tôi thấy ngon. Bạn thấy món sushi thế nào? Tôi thấy đắt. Máy tính cá nhân tiện lợi hơn điện thoại thông minh phải không? Vâng, tiện lợi hơn. Máy tính cá nhân tiện lợi hơn điện thoại thông minh phải không? Không, điện thoại thông minh tiện lợi hơn. Việt Nam Việt Nam lớn hơn Trung Quốc phải không? Không, không phải. Việt Nam Việt Nam lớn hơn Trung Quốc phải không? Không, Trung Quốc lớn hơn. Coffee chi trả tốt chưa Cà phê và trà thì cái nào ngon hơn? Trà ngon hơn. Cà phê và trà thì cái nào ngon hơn? Loại nào cũng ngon. Hà Nội và Hồ Chí Minh, ,どっちが人多い? Hà Nội và Hồ Chí Minh thì nơi nào có nhiều người hơn? Hồ Minh. Hồ Chí Minh. Hà Nội và Hồ Chí Minh thì nơi nào có nhiều người hơn Hồ Chí, Hồ Chí Minh nhiều người hơn 1年でいつが一番暑い? trong một năm thì khi nào là nóng nhất mùa hè là nóng nhất 一年でいつが一番暑い trong một năm thì khi nào là nóng nhất Tháng 8 là nóng nhất. Trong một năm thì bạn thích khi nào nhất? Tôi thích mùa xuân nhất. 1年でいつが一番好き? Trong một năm thì bạn thích khi nào nhất? Tôi thích Tết nhất. 漫画で何が一番面白い? Trong các truyện tranh, thì chuyện nào là thú vị nhất? Chuyện Doraemon thú vị nhất. Trong các truyện tranh, thì chuyện nào là thú vị nhất? One chuyện One Piece thú vị nhất. O金欲しい? Bạn muốn có tiền không? はい, vâng, tôi muốn お金欲しい? bạn muốn có tiền không? A, vâng, tôi rất muốn 車欲しい? bạn muốn có xe ô tô không? はい, vâng, tôi muốn 車欲しい? bạn muốn có xe ô tô không? いいえ, không, tôi không muốn. どんなスマホが欲しい? Bạn muốn có chiếc điện thoại thông minh như thế nào? 小さいスマホが欲しいです。Tôi muốn có chiếc điện thoại thông minh bé. どんなスマホが欲しい? Bạn muốn có chiếc điện thoại thông minh như thế nào? Tôi muốn có chiếc điện thoại thông minh lớn. どんな服が欲しい? Bạn muốn có quần áo như thế nào? Kawaii phục ga hoshi desu. Tôi muốn có quần áo dễ thương. Donna phục ga hoshi? Bạn muốn có quần áo như thế nào? Shiroi phục ga hoshi desu. Tôi muốn có quần áo màu trắng. Ima nani ga ichiban hoshi? Bây giờ bạn muốn cái gì nhất? Okane ga ichiban hoshi desu. Tôi muốn có tiền nhất. Ima nani ga ichiban hoshi? Bây giờ bạn muốn cái gì nhất? Yasumi ga ichiban hoshi desu. Tôi muốn nghỉ ngơi nhất. Nani ga ichiban hoshi? Bạn muốn cái gì nhất? Nihongo no hon ga ichiban hoshi desu. Tôi muốn có quyển sách tiếng Nhật nhất. Nani ga ichiban hoshi? Bạn muốn cái gì nhất? Hiroi hea ga ichiban hoshi desu. Tôi muốn có căn phòng rộng nhất. Osushi tabetai? Bạn muốn ăn sushi không? Hai, Vâng, tôi muốn ăn. お寿司食べたい? Bạn muốn ăn sushi không? いいえ, không, tôi không muốn ăn cho lắm. doko Ngày mai bạn muốn đi đâu? Kouen Tôi muốn đi công viên. 明日どこ行きたい? Ngày mai bạn muốn đi đâu? 映画に行きたいです。Tôi muốn đi xem phim. 何食べたい? Bạn muốn ăn cái gì? パンが食べたいです。Tôi muốn ăn bánh mì. 何食べたい? Bạn muốn ăn cái gì? チョコレートが食べたいです。Tôi muốn ăn sô cô la. 何買いたい? Bạn muốn mua cái gì? Tôi muốn mua đôi giày mới. Nani kai Bạn muốn mua cái gì? Tôi muốn mua chiếc áo sơ mi màu trắng. À ni iku? Bạn đến Nhật để đi chơi à? いいえ, ni Không, tôi đi làm việc. À ni iku? Bạn đến Nhật để đi chơi à? いいえ、勉強に行きます。Tôi đi học。週末、海へ遊びに行くい không。時々行きます。Tôi có đi 週末、海へ遊びに行くい không。いいえ、行きません。Tôi không đi。いつスーパーへ買い物に行く Khi nào bạn đi siêu thị mua sắm vậy? Tôi đi vào chiều thứ bảy. Khi nào bạn đi siêu thị mua sắm vậy? 明日行きましょう. Ngày mai cùng đi nào. 毎朝公園散歩に行く? Hàng sáng bạn có đi dạo ở công viên không? Không, tôi không đi. 毎朝公園散歩に行くいいえ、週末に行きます。Không tôi đi vào 週末何した bạn đã làm gì vậy? ふるさとへ家族に会いに行きました。デパートへ買い物に行きました。 tôi đã đến cửa hàng bách hóa mua sắm. ここに名前書いて. Xin hãy viết tên vào đây. Hay, Vâng, tôi biết rồi. ここに名前書いて. Xin hãy viết tên vào đây. ここですね. Chỗ này nhỉ? Passport Xin hãy cho tôi xem hộ chiếu. Ê, tôi rồi. Vâng, xin mời. Passport mi sete. Xin hãy cho tôi xem hộ chiếu. Hai, kore desu. Vâng, đây ạ. Ato de senta kite. Một lát nữa hãy đến trung tâm. Hai, sugu ni ikimasu. Vâng, tôi đi liền đây. Ato de senta kite. Một lát nữa hãy đến trung tâm. Ja, yoru 7 ji ni ikimasu. Vậy thì bảy giờ tối tôi sẽ đến. Một Xin chờ một chút. Ê, ý Vâng, được ạ. À. Một Xin chờ một chút. Hai, Vâng, bạn cứ đến thăm thả nhé. Kasa kaso Để tôi cho bạn mượn ô nhé. すみません, Xin lỗi, xin hãy cho tôi mượn. Kasa ka Để tôi cho bạn mượn ô nhé. Hai, arigatou gozaimasu. Vâng, tôi cảm ơn. Mada akeyou ka? Để tôi mở cửa sổ ra cho nhé. Hai, akete kudasai. Vâng, hãy mở nó ra. Mada akeyou ka? Để tôi mở cửa sổ ra cho nhé. Ie, kekkou desu. Không, như thế được rồi. Copy siêu ka? Để tôi copy cho nhé. Hai, copy shite Vâng, hãy copy giúp tôi. Copy siêu ka? Để tôi copy cho nhé. E, hey Vâng, phiền bạn nhé. Tetsudau cả. Để tôi giúp bạn nhé. Ê, chốt tôi vâng xin hãy giúp tôi một chút thật lâu có để tôi giúp bạn nhé cảm ơn bạn làm phiền bạn nhé ka? để tôi bật điều hòa cho nhé vâng hãy bật nó lên tsukeyou ka? để tôi bật điều hòa cho nhé すみません, xin lỗi. Cảm ơn bạn nhé. 明日, ngày mai tôi đi mua đồ cho bạn nhé. ええ, vâng. Chúng ta cùng đi mua sắm thăm thả nào. 明日, ngày mai tôi đi mua đồ cho bạn nhé. すみません, vâng. Nhờ bạn nhé. 今雨降ってる? Bây giờ trời đang mưa phải không? はい, vâng, đang mưa đấy. 今雨降ってる? Bây giờ trời đang mưa phải không? いいえ, không, trời không mưa. 先生は何食べてる? Thầy cô giáo đang ăn gì vậy? Bún chả Thầy cô đang ăn món bún chả. 先生は何食べてる何も食べていません。ししてて漢字をを勉強いいまますすレポーートをコピーしています Anh ấy đang copy bản báo cáo. Yamada-san wa nani yonderu? Anh Yamada đang đọc gì vậy? ベトナムの本を読んでいます。Anh ấy đang đọc sách Việt Nam. Yamada-san wa nani yonderu? Anh Yamada đang đọc gì vậy? 新聞を読んでいます。Anh ấy đang đọc báo. Ima, dare ni denwa shiteru? Bây giờ bạn đang gọi điện thoại cho ai vậy? 両親に電話しています。今、誰に電話してる電話していません。ここで写真撮ってもいいええ、いいですよ。Ng, ここで写真撮ってもいい Tôi chụp ảnh ở đây có được không? <laughs> Xin lỗi, chụp ảnh thì hay là không được. Tôi đi đến văn phòng có được không? hay, Vâng, hãy nhanh lên. Tôi đi đến văn phòng có được không? Không, không được. この本借りてもいい? Tôi mượn quyển sách này có được không? え、いいですよ。Vâng, được đấy. この本借りてもいい? Tôi mượn quyển sách này có được không? Không, hãy đọc ở đây đi. Tôi mở cửa sổ ra có được không? Vâng, xin mời mở ra. 窓開けてもいい Tôi ra có được không? いいえ、開けてはいけません。ほん、ほんどくま。寮で食事してもいいいいえ、食堂で食事してください。ほん、はい、あんのにゃあんり。寮で食事してもいいほんとに、開けてはいけません。 Không, không được. Tôi hút thuốc lá ở đây có được không? Không, không được hút ở đây. Tôi hút thuốc lá ở đây có được không? Xin lỗi, e là không được. Tối nay tôi ngủ sớm có được không? はい、いいですよ。うん、でょだい。今晩、早く寝てもいい, có được không? いいえ、早く寝てはいけません。ほん、ほんとに寝てはいけません。ここで携帯充電してもいい, tôi いいえ、あそこで充電してください。ほん、しない、しゃっぴん、え、だんきゃ。 Tôi sạc pin smartphone ở đây có được không? Không, không được sạc pin ở đây. Tanaka-san Anh Tanaka đã kết hôn chưa? はい, vâng, đã kết hôn rồi. Tanaka-san Anh Tanaka đã kết hôn chưa? いいえ、まだ結婚していません。Chưa vẫn chưa 結婚先生はどこに住んでる đang ở đâu? ハノイに住んでいます。Đang ở 先生はどこに住んでる đang ở đâu? センターの近くに住んでいます。<む>アインさんの住所知ってる Bạn có biết địa chỉ của chị Anh không? はい, vâng, tôi có biết. Anh san no shitteru? Bạn có biết địa chỉ của chị Anh không? Ie, Không, tôi không biết. Ima nani shiteru? Bây giờ bạn đang làm gì vậy? Center de nihongo Tôi đang học tiếng Nhật ở trung tâm. 今何してる何もしていません。どこで働いてるホーチミンで働いています。どこ,まど,どこで働いている<行> ?ABC で働いています。 お母さんの仕事は何工業妹大学で英語を教えています。お母さんの仕事は何母は働いていません。グインさんの会社はどんな会社バイクを売っています。 Công ty tôi bán xe máy. Nguyễn Sanh, công ty của anh Nguyễn là công ty như thế nào vậy? 食品を作っています. Công ty tôi chế biến thực phẩm. 週末何した? Cuối tuần bạn đã làm gì? 何もしませんでした. Tôi đã không làm gì cả. Cuối tuần bạn đã làm gì? Tôi đã về quê rồi đi chơi. 毎朝何にする? Bạn làm gì vào mỗi sáng? Tôi mở cửa sổ rồi dọn vệ sinh. 毎朝何にする? Bạn làm gì vào mỗi sáng? Tôi đi dạo rồi tắm vải hoa sen.

Sau giờ nghỉ trưa tôi viết chữ Hán. 昼休み何する? Vào giờ nghỉ trưa bạn sẽ làm gì? Sau khi ăn cơm, tôi nghe nhạc. 昨日何した? Hôm qua bạn đã làm gì? Sau khi học xong, tôi đã xem phim. 昨日何した? Hôm qua bạn đã làm gì? Sau khi kết thúc công việc, tôi đã đọc truyện tranh. いつ感じ勉強した? Bạn đã học chữ Hán khi nào? Sau khi đến trung tâm, tôi đã học. いつ感じ勉強した? Bạn đã học chữ Hán khi nào? Sau khi đến Nhật Bản tôi đã học Tokyo Tokyo là thành phố như thế nào Tokyo Tokyo là thành phố đông người Tokyo Tokyo là thành phố như thế nào Tokyo Tokyo là thành phố nhộn nhịp ]先生はどんな人? thầy giáo của bạn là người như thế nào Thầy giáo là người có dáng cao. Thầy giáo của bạn là người như thế nào? 先生は目がきれいな人です Thầy giáo là người có đôi mắt đẹp. Sato và Anh Sato là người như thế nào? Là người thông minh và hiền lành. 佐藤さんはどんな人若くて元気な人です。両の部屋はどう新しくて綺麗です。寮の部屋はどう広くて便利です。 phòng rộng rãi và tiện lợi Hà Nội là là nơi như thế nào? Hà Nội Hanoi là nơi nhộn nhịp và vui vẻ. Hà Nội là nơi Hà Nội là nơi như thế nào? Hà Nội Hanoi là nơi có con người tốt bụng và là nơi tươi sáng. あの人は誰ベトナム人で留学生です。あの人は誰先生でアメリカ人です。どうやってセンターへ来るバスに乗ってセンターへ行きます。 tôi lên xe buýt và đi đến trung tâm. Bạn sẽ đến trung tâm bằng cách nào? 歩いてきます. Tôi sẽ đi bộ đến. Vợ của chị Suzuki là quyển nào vậy? この古いノートです. Là quyển vở đã cũ này. Vợ của chị Suzuki là quyển nào vậy?

Kyo Tôi hút thuốc ở lớp học có được không? いいえ, không, xin đừng hút thuốc lá ở lớp học. Tôi hút thuốc ở lớp học có được không? いいえ, không, xin hãy hút ở bên ngoài. Tôi đỗ xe máy ở chỗ này có được không? いいえそこにバイクを止めないでください。ええ、いいですよ。Được ええ、心配しないでください。 大丈夫? Bạn không sao chứ? 大丈夫です. Tôi không sao ạ. Có để ở sake nôn đều Tôi uống rượu ở đây có được không? いいえ,飲まないでください. Không, xin đừng uống. Có để ở sake nôn đều Tôi uống rượu ở đây có được không? Ê, いいですよ. Vâng, được ạ. À. Mô khai ý. Tôi về bây giờ có được không? Ý ế, khai ra này để sai. Không, xin đừng về. Mô khai tùm ý. Tôi về bây giờ có được không? Chốt để sai. Chờ tôi một chút. Mà ý. Bây giờ tôi chưa cần đến công ty cũng được phải không? Không, bây giờ phải đi rồi đấy. Bây giờ tôi chưa cần đến công ty cũng được phải không? Vâng, chưa đi cũng không sao. Tôi không ăn ở nhà ăn có được không? Không, bạn phải ăn ở nhà ăn. Tôi không ăn ở nhà ăn có được không? Vâng, không ăn ở nhà ăn cũng được. Bây giờ tôi không gọi điện cho gia đình có được không? Vâng, không gọi điện thoại cũng được. Bây giờ tôi không gọi điện cho gia đình có được không? Không, phải gọi điện. 入ってもいい? Tôi vào có được không ạ? À? Xin mời vào, bạn không cần cười giày cũng được. 入ってもいい? Tôi vào có được không ạ? À? どうぞ、入ってもいいですよ。すいません。あしたじむしょくる。ねいまいばんディンヴァンファンがいいえ、来なくてもいいです。ははい、来なければなりません。ばん、はいでん。週末働く Cuối tuần, bạn có làm việc không? Vâng, phải làm việc vào ngày thứ bảy. Cuối tuần, bạn có làm việc không? Không, chủ nhật thì không làm việc cũng được. Chủ nhật thì phải dậy sớm phải không? はい, vâng chủ nhật cũng phải dậy vào lúc 5 giờ rưỡi chủ nhật thì phải dậy sớm phải không いいえ, không không cần dậy sớm cũng được 毎日漢字を勉強する? bạn học chữ Hán hàng ngày phải không はい、毎日勉強しなければなりません。うん、毎日漢字を勉強する毎日漢字を勉強勉強いいえ、毎日勉強しなくてもいいです。勉強しなくてもいいです。何を勉強しなくてもす。何を勉強しなくてもいいで勉強しないいです。何勉強しなくてもいいです。何を勉強しなくてもいい勉強しなくてもいいです。何日、勉強しなくてもいん勉強しないいです。何を勉強しなくても勉強しなくてもいいん。 Mai tôi phải đi đến bệnh viện. Ashima. Ngày mai bạn rảnh không? Hai, ashita wa shigoto shinakute mo ii desu. Vâng, ngày mai tôi không làm việc cũng được. Kore kara sakkaa shinai? Bây giờ cùng chơi bóng đá không? Sumimasen, shukudai o shinakereba narimasen kara. Xin lỗi, vì bây giờ tôi phải làm bài tập về nhà. Bây giờ cũng chơi bóng đá không? 残念ですが, tiếc thật, giờ tôi phải về rồi. 車の運転できる? Bạn có biết lái xe hơi không? はい, vâng, tôi có biết. 車の運転できる? Bạn có biết lái xe hơi không? いいえ、できません。Không, tôi không biết. アンさんの会社は見学ができる? Có thể đến tham quan tại công ty của chị anh được không? はい、見学ができます。Vâng, có thể tham quan được. アンさんの会社は見学ができる? Có thể đến tham quan tại công ty của chị anh được không? はい、見学することができます。うん、これですることができます。はい、少しできます。うん、これですることができます。いいえ、なかなか上手になりません。 học mãi mà vẫn không giỏi lên được. 泳ぐことができる? Bạn có biết bơi không? Hai, 100 mét rưỡi Vâng, tôi có thể bơi khoảng 100 mét. Bơi Bạn có biết bơi không? いいえ、できません。không tôi không biết. Không, tôi không biết. できますよ。Ng, この本借りることができるいいえ、できません。Không, không thể ここでインターネット使うことができるはい、使うことができます。 có thể sử dụng. Có thể sử dụng internet ở đây không? いいえ, không, không thể sử dụng. Mỗi ngày, Mỗi, ngày, Mỗi ngày bạn đi dạo vào khi nào? Tôi đi dạo trước khi đi đến công ty. Mỗi ngày, bạn đi dạo vào khi nào? mỗi ngày bạn đi dạo vào khi nào? Tôi đi dạo trước khi ăn sáng. いつも寝る前に何する? Trước khi đi ngủ bạn thường làm gì? Trước khi đi ngủ tôi học chữ Hán. いつも寝る前に何する? Trước khi đi ngủ bạn thường làm gì?

Bạn đã đến Nhật Bản khi nào? 1年前に来ました. Tôi đã đến 1 năm trước. ]いつ日本へ来た? Bạn đã đến Nhật Bản khi nào? 3 Tôi đã đến 3 tháng trước. ]いつ結婚した? Bạn đã kết hôn khi nào? 2年前に結婚しました tôi đã kết hôn hai năm trước. ]いつ結婚した? bạn đã kết hôn khi nào. ]去年結婚しました. tôi đã kết hôn năm ngoái. 帰る前に何する? trước khi về sẽ làm gì vậy. trước khi về thì dọn vệ sinh. 帰る前に何する?

là du lịch. Nhất định tôi muốn đi Hokkaido. Sở thích của bạn là gì vậy? Sở thích của tôi là xem phim. Sở thích của bạn là gì vậy? Sở thích, là gì vậy? Sở thích của tôi là đọc truyện tranh. Bạn đã từng đi hát karaoke chưa? Hai,あります. Vâng, tôi đã từng đi. Karaoke Bạn đã từng đi hát karaoke chưa? Ie, Chưa, tôi chưa từng đi. Bạn đã từng ăn món ăn Nhật Bản chưa? Hai, Vâng, tôi đã từng ăn sushi. Bạn vâng đã từng ăn món ăn Nhật Bản chưa? いいえ, Không, tôi chưa từng ăn. Bạn vâng đã từng lái xe ô tô chưa? Ê, Vâng, tôi đã từng lái xe ô tô. Bạn đã từng lái xe ô tô chưa? いいえ, chưa, tôi chưa lái lần nào. 雪見たことある? Bạn đã từng thấy tuyết chưa? はい, vâng, tôi từng thấy rồi. 雪見たことある? Bạn đã từng thấy tuyết chưa? いいえ, chưa, tôi chưa từng. Nhất định tôi sẽ đi ngắm.

何もししませんでした。い日本語を勉強したり仕事したりしたいです。Tôi muốn học もう10月だね。だらたんむいぞに。ええ、すずしくなりましたね。ん、ちょいだまれんぞに。もう10月だね。だらたんむいぞに。そうですね、あきになりましたね。どんぐいに。ちょいださんとぞに。もうすぐ3月だね。さっすでんたんばぞに。

日本語は上手になった lên chưa? いいえ、なかなか上手になりません。弟さん、元気おかげさまで元気になりました。Cảm ơn bạn. Em ấy bị Không, em trai tôi đang bị bệnh. 妹さん今何歳? Em gái bạn bây giờ được mấy tuổi rồi? Năm nay hai mươi một tuổi. 妹さん今何歳? Em gái bạn bây giờ được mấy tuổi rồi? 18 tuổi, đại học sinh. Mười tám tuổi, đang là sinh viên đại học. Tương lai bạn muốn trở thành ai? Tương lai bạn ai? Tôi muốn trở thành giáo viên dạy học ở trường. Tương lai bạn muốn trở thành ai? Tương lai bạn Tôi muốn trở thành kỹ sư cậu sẽ đọc sách này hả? Ừ, yếm Ừ, sẽ đọc. この本読む? Cậu sẽ đọc sách này hả? Ừ, yếm ạ. Không, không đọc. Gô bê Ăn cơm hả? Ừ, ,食べる. Ừ, sẽ ăn. ご飯食べる Ăn cơm hả? Ừ, bê không, không ăn. Ima nani shiteru? Bây giờ bạn đang làm gì? Ima benkyou shiteru. Bây giờ tôi đang học. Ima nani shiteru? Bây giờ bạn đang làm gì? Ima shokuji shiteru. Bây giờ tôi đang ăn. Mou benkyou wa owatta? Đã học xong rồi à? Ừ, owatta. Ừ, xong rồi bên đã học xong rồi à ừ chưa vẫn chưa xong もう電話かけた? đã gọi điện thoại rồi à ừ ừ đã gọi rồi もう電話かけた? đã gọi điện thoại rồi à ừ không vẫn chưa gọi 昨日何したホンクワバダラム恋人と遊びに行きましたホんクワトゥダディチョイヴィングイヨウ昨日何したホンクワバダラムジー昨日バイクを修理したホんクワトゥダスーセマイアツイナムハ熱い？アツい。はうん、熱い。ムア

Nhà hàng hôm qua thế nào? Yasukute oishikatta. Rẻ và ngon. Kino no resutoran dou datta? Nhà hàng hôm qua thế nào? Takakute oishikunakatta. Đắt và không ngon. Kanji no benkyou wa dou? Học chữ Hán thế nào? Kanji no benkyou wa suki da. Học chữ Hán thì thích. Kanji no benkyou wa dou? học chữ hán thế nào? da. Học chữ hán thì ghét. Sensei wa genki datta? Thầy giáo vẫn khỏe chứ? Ừ, genki datta. vẫn Ừ, vẫn khỏe chứ? wa genki datta? Thầy giáo vẫn khỏe chứ? Ừ, genki janakatta. không? không? khỏe 明日暇? ngày mai bạn rảnh hả? Ơn, ừ, hima. Ừ, rảnh. Asta hima. Ngày mai bạn rảnh hả? Ừ, hima ja Không, không rảnh. Kyo wa ame. Hôm nay trời mưa hả? Ừ, kyo wa ame da. Ừ, hôm nay trời mưa. Kyo wa ame. Hôm nay trời mưa hả? Ừ, uh, Không, không mưa Skiしたことある? Bạn đã từng chơi trượt tuyết rồi à? Ừ,したことある uh Ừ, đã từng chơi rồi Skiしたことある? Bạn đã từng chơi trượt tuyết rồi à? Ừ,したことない uh Không, chưa chơi Bạn tao ăn gì? Bạn muốn ăn gì?

Ngày mai thời tiết thế nào? Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa. どこで買ったと思う? Bạn nghĩ đã mua nó ở đâu? Tôi nghĩ là đã mua ở Tokyo. どこで買ったと思う? Bạn nghĩ đã mua nó ở đâu? Tôi nghĩ là đã mua ở cửa hàng bách hóa. 日本人についてどう思う?て。とても親切だと思います。日,日本人についてどう思う?。みんな忙しいと思います。昨日のレストランどうだった?。とても安かったと思います。 Tôi nghĩ rất là rẻ. Kinou no resutoran dou datta? Nhà hàng hôm qua thế nào? Sonna ni takakunakatta to omoimasu. Tôi nghĩ là không đắt lắm. Kinou sensei wa nan to itta? Hôm qua giáo viên đã nói gì vậy? Sensei wa raishuu testo ga aru to iimashita. Giáo viên đã nói là tuần sau sẽ có bài kiểm tra. Kinou sensei wa nan to itta? Hôm qua giáo viên đã nói gì vậy? Giáo viên đã nói là buổi chiều sẽ nghỉ. Kai ni de Bạn đã nói điều gì đó tại cuộc họp phải không? Watashi Tôi đã nói lên ý kiến của mình. Kai ni de Bạn đã nói điều gì đó tại cuộc họp phải không? Motto zangyou shitai to Tôi đã nói muốn tăng ca nhiều hơn. Thứ bảy sẽ nghỉ phải không? いいえ, không, thứ bảy không nghỉ. Thứ bảy sẽ nghỉ phải không? はい, vâng, thứ bảy nghỉ. Hokkaido là lạnh lắm phải không? Vâng, tôi nghĩ là lạnh. Hokkaido là 北海道, lạnh lắm phải không? いいえ, không, vẫn chưa lạnh đâu. Nhật Bản Giao thông của Nhật Bản chắc thuận tiện phải không? Vâng, tôi nghĩ rất thuận tiện. 日本の交通は便利でしょはい、便利ですが、高いです。今度の日曜日、大学でお祭りがあるよ。日日日今度の日曜日、大学でお祭りがあるよ。 Chủ nhật tuần này có diễn ra lễ hội ở trường đại học. Tôi nhất định muốn đi. Chủ nhật tuần trước đã có buổi hòa nhạc ở công viên. ]楽しかったですか? Vui chứ? Chủ nhật tuần trước đã có buổi hòa nhạc ở công viên. Nhi yaka đạt tà Chắc sôi động phải không? Nó đồ khát ít nè. Khát nước quá nhỉ? So desu ne, kohi de mo nomi masen ka? Đúng vậy nhỉ. Cùng uống cà phê không? Nó đồ khát ít Khát nước qua nhỉ? Chà, bia de mo nomi masen ka? Vậy thì cùng uống bia không? Ramen de mo tabenai? Ăn mì ramen nhé. いいですね。食べましょう。ラーメンでも食べないすみません。お腹がいっぱいです。一緒に散歩でもしないいいですね。どこに行きましょうか一緒に散歩でもしない cùng nhau đi dạo một chút không? すみません, Xin lỗi, tôi đang bận một chút. À, 9 giờ. à đã 9 giờ rồi. そうですか, Vậy à, phải về nhà sớm thôi. À, 9 giờ. à đã 9 giờ rồi. 疲れましたね. Đã mệt rồi nhỉ? これはどこで撮った写真沖縄で撮った写真です。これはどこで撮った写真東京で撮りました。<京>鈴木さんはどの人テレビを見ている人です。 là người đang xem TV. Suzuki-san Suzuki là người nào vậy? Người đang nói chuyện với giám đốc. Tài liệu này có chỗ nào bạn không hiểu không? Tôi không hiểu chữ Hán này. Tài liệu này có chỗ nào bạn không hiểu không? Không có chỗ nào là không hiểu cả. Người đang đeo kính kia là ai vậy? Vị kia là trưởng phòng. Người đang đeo kính kia là ai vậy? là Người kia là anh Sato. Bánh kẹo đã mua hôm qua là cái nào vậy? このチョコレートです. Là bánh sô-cô-la này. Bánh kẹo đã mua hôm qua là cái nào vậy? Là kẹo đang ở trong cái hộp đó kìa. Bánh mì đã mua hôm qua thế nào?

Căn hộ đã sống ở nước ngoài yên tĩnh phải không? Amari shizuka janakatta desu. Không yên tĩnh cho lắm. Umae ta tokoro wa doko? Nơi bạn sinh ra là ở đâu vậy? Tokyo desu. Là Tokyo. Umae ta tokoro wa doko? Nơi bạn sinh ra là ở đâu vậy? Hanoi desu. Là Hà Nội. Ima sunderu tokoro wa doko? Nơi bạn đang sống bây giờ là ở đâu vậy? Nơi tôi đang sống bây giờ là Hà Nội. Nơi bạn đang sống bây giờ là ở đâu vậy? Tôi thì đang sống ở Tokyo. Quyển sách mua hôm qua bạn đã đọc xong chưa? Mà ta imasen vẫn chưa đọc xong. 昨日買った本, Quyển sách mua hôm qua bạn đã đọc xong chưa? E mo Vâng, đã đọc xong rồi. どんな友達が欲しい? Bạn muốn có bạn bè như thế nào? Tôi muốn có bạn cùng đi du lịch. どんな友達が欲しい? Bạn muốn có bạn bè như thế nào? Tôi muốn có bạn biết chơi đá bóng. Bạn thích môn thể thao như thế nào? Tôi thích môn thể thao chơi một mình được. Bạn thích môn thể thao như thế nào? Amari hasiranai sports ga suki desu. Tôi thích môn thể thao mà không chạy nhiều cho lắm. 明日は暇. Ngày mai bạn rảnh không? Tôi có cuộc hẹn gặp người yêu. 明日は暇. Ngày mai bạn rảnh không? Tôi có hẹn đi chơi với bạn bè. 今日残業できる? Hôm nay bạn có thể làm tăng ca không? Xin lỗi, hôm nay tôi có buổi học tiếng Nhật rồi. 今日残業できる? Hôm nay bạn có thể làm tăng ca không? はい, vâng, không vấn đề gì ạ. À. Bây giờ cùng đi uống bia không? ええ, vâng, cùng đi nào bây giờ cùng đi uống bia không xin lỗi hôm nay thì em là không được rồi. hoa lỗi hôm nay thì em là không được rồi. xin lỗi hôm nay thì em là không được Hoa đẹp nhỉ? Ê, khách đã Vâng, khách hàng đã tặng cho tôi. Tanaka-san là người Anh Tanaka là người dễ tính nhỉ? Đúng vậy nhỉ? Anh Tanaka lúc nào cũng cho tôi bánh kẹo. Tanaka-san Anh Tanaka là người dễ tính nhỉ? そうですね仕事を手伝ってくれました。お父さんは誕誕生生日日にに何何をくくくれれれたたた父父父はは花ましは素敵な靴をくれました。 Bố đã tặng cho tôi đôi giày rất đẹp. Bạn sẽ làm gì cho người yêu vào dịp sinh nhật? 料理を作ってあげます. Tôi nấu ăn cho người yêu. Bạn sẽ làm gì cho người yêu vào dịp sinh nhật? 歌を歌ってあげます. Tôi hát tặng cho người yêu. Bạn sẽ làm gì cho bạn thường làm gì giúp gia đình? Tôi dạy tiếng Nhật cho em trai. いつも家族に何してあげる? Bạn thường làm gì giúp gia đình? Tôi thường dẫn ông tới bệnh viện. もう会議の準備した? Bạn đã chuẩn bị cuộc họp xong chưa? え、鈴木さんが資料をコピーしてくれました。Vâng đã xong rồi. Chị Suzuki đã giúp tôi copy tài liệu. もう会議の準備した? Bạn đã chuẩn bị cuộc họp xong chưa? Yamada-san đã khai Vâng, đã xong rồi. Anh Yamada đã giúp tôi đặt trước phòng họp. Bạn đã được chị Suzuki giúp việc gì vậy? Chị ấy đã chỉ cho tôi công việc.

田中さんに車で送ってもらいました。Được e、て được vậy? 課長に教えてもらいました。Được được vậy? 先輩が教えてくれました。 誰に町を案内してもらった友達に案内してもらいました。誰に町を案内してもらった佐藤さんに案内してもらいました。誰に公園に連れて行ってもらった 友達に連れて行ってもらいました。誰に公園に連れて行ってもらった田中さんに連れて行ってもらいました。誰が買ってくれた鈴木さんが買ってくれました。がした誰が買ってくれた Ai đã mua cho bạn vậy? Tôi đã tự mình mua. 誰が貸してくれた? Ai đã cho bạn mượn vậy? Anh Tanaka đã cho tôi mượn ô. 誰が貸してくれた? Ai đã cho bạn mượn vậy? Chị Suzuki đã cho tôi mượn tiền. Yamada-san Anh Tanaka đã giúp đỡ bạn à? Yamada-san đã giúp Vâng, anh Tanaka đã giúp tôi chuyển nhà. Yamada-san Anh Tanaka đã giúp đỡ bạn à? Sato-san Không, tôi đã nhận được sự giúp đỡ trong công việc từ anh Sato. Giúp đỡ Tôi giúp cho anh một tay nhé. xin lỗi. Vậy tôi xin lỗi, nhờ anh giúp nhé. thật sao có? Tôi giúp cho anh một tay nhé. Vậy thì xin hãy mang giúp tôi cái này được không? Nếu ngày mai trời mưa thì bạn sẽ làm thế nào? Nếu trời mưa, thì tôi sẽ không đi ra ngoài. Nếu ngày mai trời mưa, thì bạn sẽ làm thế nào? Dù trời có mưa, tôi cũng sẽ đi ra ngoài. Nếu ngày mai rảnh, thì cùng đi xem phim với tôi không? Cũng được đấy cùng đi thôi nào. Nếu ngày mai rảnh thì cùng đi xem phim với tôi không? すみません, xin lỗi, ngày mai tôi có việc bận rồi. 次の日曜日, Nếu chủ nhật tới thời tiết tốt thì cùng đi chơi không? いいですね, Được đấy nhỉ, cùng đi chơi thôi.

nếu giá rẻ thì bạn có mua iPhone không? Không, dù rẻ tôi cũng không mua. Nếu đi đến Nhật Bản, bạn muốn làm gì? Nếu đi đến Nhật Bản, tôi muốn leo núi Phú Sĩ. Nếu đi đến Nhật Bản, bạn muốn làm gì?

nếu được nghỉ, tôi muốn đi gặp bạn bè. Ikura jogging suru? Dù trời có lạnh bao nhiêu đi nữa, bạn cũng chạy bộ à? jogging Vâng, dù trời lạnh, tôi vẫn chạy bộ. Dù trời có lạnh bao nhiêu đi nữa, bạn cũng chạy bộ à? A, Không, nếu trời lạnh quá, thì tôi sẽ không chạy bộ ]熱があったらどうする? nếu bị sốt bạn sẽ làm thế nào ]熱があっても働きます. dù bị sốt tôi vẫn làm việc ]熱があったらどうする? nếu bị sốt bạn sẽ làm thế nào nếu bị sốt tôi sẽ uống thuốc 漢字の勉強はどう? việc học chữ hán thế nào

Nếu buồn ngủ thì tôi uống cà phê. Khi buồn ngủ thì làm thế nào? 眠かったら早く寝ます. Nếu buồn ngủ thì tôi lập tức đi ngủ. Khi trời nóng thì làm thế nào? Nếu trời nóng thì bật điều hòa. thì khi trời nóng thì làm thế nào? Nếu trời nóng thì mở cửa sổ cũng được đấy. Nếu điện thoại bị hỏng thì phải làm thế nào? Nếu bị hỏng thì mua điện thoại mới. Nếu điện thoại bị hỏng thì phải làm thế nào? Nếu bị hỏng, thì đem ra cửa hàng sửa. Nếu cuộc sống ở Nhật Bản vất vả, thì bạn làm thế nào? Dù vất vả, tôi cũng cố gắng. Nếu cuộc sống ở Nhật Bản vất vả, thì bạn làm thế nào? Nếu vất vả thì tôi thảo luận với bạn bè. この言葉の意味わかる? Bạn có hiểu ý nghĩa từ vựng này không? Dù đã tra cứu bằng điện thoại rồi nhưng cũng không hiểu. この言葉の意味わかる? Bạn có hiểu ý nghĩa từ vựng này không? Dù đã xem từ điển nhưng cũng không hiểu. 日曜日でも早く起きる? Ngày chủ nhật mà bạn cũng vẫn dậy sớm à? はい, vâng, dù chủ nhật, tôi cũng dậy lúc 5 giờ. 日曜日でも早く起きる? Ngày chủ nhật mà bạn cũng vẫn dậy sớm à? いいえ, Không, chủ nhật thì tôi dậy lúc 9 giờ.